Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn thời hạn khiếu nại giám đốc thẩm. Đây là cái bộ luật tố tụng dân sự, quý vị và các bạn ạ. Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2015 sẽ điều chỉnh về những cái liên quan đến những cái trình tự thủ tục, trong đó có cái thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Lý do tại sao tôi phải đưa ra vấn đề này? Vì trên tay tôi làm có một cái khách hàng, họ đến với văn phòng, họ bảo như thế này quý vị và các bạn. Họ bảo rằng là họ cho vay, họ đi vay tiền của người khác. Tuy nhiên mà khi mình đi vay đó thì các bên thỏa thuận là hợp đồng chuyển nhượng. Vì thực tế mà nếu mà nói về cái bản chất là hợp đồng vay tiền mà có lãi suất và thì rất là khó. Thường thường hiện tại khoảng 7 đến 80%, theo cá nhân tôi là khoảng 70 tới 80% là sẽ đi vay tiền nhưng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bà khách hàng bà cho rằng là bà khó khăn quá, bà đi vay với một cái lãi suất là 4% một tháng. Thì vay một cái số tiền nhỏ thì từ từ cái gốc không trả nổi, lãi không trả nổi. Và sau đó thì phía bên người cho vay đã tiến hành cái thủ tục sang tên đăng bộ. Và việc sang tên đăng bộ hoàn tất thì phía bên cho vay đã khởi kiện ở tòa án. Tuy nhiên là bản án sơ thẩm của tòa án, đây là bản án sơ thẩm quý vị và các bạn, đây là bản án sơ thẩm thì vẫn công nhận cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông A và bà B và không có đề cập đến vấn đề hợp đồng giả cách núp sau cái hình thức hợp đồng vay tiền và không đồng ý với cái bản án của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm, thì họ đã khiếu nại đến tòa án cấp phúc thẩm. Thì giống như những lần trước tôi đã nói, cấp phúc thẩm có 3 cái vấn đề xảy ra. Thứ nhất là giữ nguyên bản án sơ thẩm, thứ hai là sửa bản án sơ thẩm và thứ ba là hủy trả về. Tuy nhiên là vị khách hàng này không may mắn và bản án phúc thẩm của tòa án lại giữ nguyên bản án. Giữ nguyên bản án bằng cách là công nhận cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không đề cập đến đây là hợp đồng giả cách. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là đau xót. Ngày hôm qua trong cái quá trình mà Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đến để kiểm tra trong quá trình hành nghề thì tôi cũng đã đưa ra một cái điều rằng hiện tại ở cái vùng quê tôi mà không phải riêng ở Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, biến tướng những trường hợp vay tiền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhiều quá. Và khi các bên tranh chấp khởi kiện ở tòa thì các bên thấp cổ bé họng, không thể tự mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Và có những người có khả năng tự bảo vệ mình, có những người đã nhờ luật sư nhưng tỷ lệ phần đó rất là yếu. Và trên tay tôi là 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm đã có hiệu lực. Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề chính, đó là thời hạn giám đốc thẩm. Tôi có hỏi với vị khách hàng rằng lý do tại sao chị không mời luật sư ở giai đoạn phúc thẩm. Chị bảo rằng khó khăn quá, lúc đó nghèo quá mà kiến thức không biết, chỉ biết rằng mình nói là mình vay tiền và chỉ nói duy nhất như vậy thôi. Và hôm nay thì luật sư muốn nói sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì các bên nếu trong trường hợp có xin đề nghị giám đốc thẩm thì thời hạn xin đề nghị giám đốc thẩm là 3 năm kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Tôi xin phân tích ở chỗ này để quý vị và các bạn biết. Trong những cái video lần trước thì tôi cũng đã nói rồi, ở Việt Nam có 2 cấp xét xử, cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm. Và án của cấp phúc thẩm thì có hiệu lực thi hành ngay và không bị khiếu nại nữa.
cái câu của bản án phúc thẩm đó quý vị. Câu của bản án phúc thẩm là: bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Tôi muốn nói nhấn mạnh với quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu được rằng ở cấp phúc thẩm thì không thể nào có kháng cáo nữa. Hôm qua tôi hỏi chị đó, đúng vào ngay chỗ đó. Chị bảo đâu có đâu, em tưởng còn kháng cáo nữa. Đây là bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quý vị và các bạn ạ. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Hết. Và khi bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật thì người ta thực hiện thôi, làm đơn yêu cầu thi hành án. Có một cái thủ tục gọi là xem xét lại bản án có hiệu lực pháp luật. Đây là trường hợp tôi muốn tư vấn đến quý vị và các bạn. Theo điều 334, thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Đấy quý vị và các bạn thấy không? Nếu mình không am hiểu pháp luật, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, mình không khiếu nại, mình không đơn có đơn xin xem xét giám đốc thẩm, mình không có đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm, thì chúng ta sẽ bị mất cái cơ hội. Và nói thật với quý vị và các bạn, nhiều người họ cứ cho rằng là sẽ được xem xét giám đốc thẩm. Và mình đã có cái đơn, thì tuy nhiên khách hàng cũng đã có cái đơn, đơn gọi là đơn đề nghị, đơn xin xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Quý vị và các bạn ạ, đơn xin xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Thông qua cái video lần này tôi nói với quý vị và các bạn là điều gì? Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, nếu quý vị và các bạn cảm nhận rằng bản án không thấu tình đạt lý, thì quý vị và các bạn sẽ được quyền trong thời hạn 3 năm. Tôi sẽ ví dụ như bản án phúc thẩm này có hiệu lực vào ngày 9 tháng 6 năm 2015, cộng thêm 3 năm nữa đến 9 tháng 6 năm 2018. Và ngày hôm nay nè quý vị, ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2018. Vậy thì bản án phúc thẩm sẽ không được xem xét lại. Dĩ nhiên nó có một cái trường hợp xem xét lại thì định đến những cái video lần sau thì tôi sẽ xem hai điều kiện của bản án sẽ được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. Hai điều kiện sẽ được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. Và chắc chắn là video lần tới tôi sẽ nói điều này. Ví dụ như bây giờ như thế này quý vị và các bạn. Bản án sơ thẩm đã có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2012. Và đến 2015 mình không đi khiếu nại, mình không đi xem xét, mình không đi đề nghị thủ tục giám đốc thẩm, thì bản án này sẽ không có được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, quý vị và các bạn ha. Và nếu như trong trường hợp thông qua video này, tôi muốn cho các bạn một cái lời khuyên pháp lý là như thế nào. Nếu quý vị và các bạn không nhờ luật sư, các bạn không thuê luật sư, các bạn ở những số tỉnh vùng miền xa xôi, thì quý vị và các bạn biết cho tôi đúng hai nội dung. Nội dung thứ nhất là bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. Nếu tòa án xử ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì ngày đó là ngày có hiệu lực pháp luật và không còn một cái và bản án đã được thi hành trong thực tế. Nếu quý vị và các bạn bản án được tuyên ngày 10 tháng 8 năm 2018 thì ngày này là ngày bản án có hiệu lực pháp luật và các bên sẽ thi hành theo cái bản án đó. Trường hợp thứ hai đó là nếu quý vị và các bạn mong muốn xem xét được lại cái bản án phúc thẩm vì cho rằng tôi không phục về nội dung, tôi không phục về tính pháp lý, bản chất của hợp đồng này là hợp đồng vay tiền chứ không phải là hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vậy thì cơ sở pháp lý phải là như vậy. Như vậy thì trong cái chuyển nhượng này nó có vấn đề. Đây là hợp đồng vay tiền. Và tôi cho rằng ý kiến đó là không được. Thì chúng ta phải căn về thời hạn. Thời hạn tôi nói rồi, hồi nãy là 9 tháng 6 năm 2015 thì phải là trước ngày 9 tháng 6, ngày 8 tháng 6 năm 2018 chúng ta phải nộp cái đơn tại tòa cấp cao. Bây giờ hồi xưa là tòa tối cao á, bây giờ là tòa cấp cao. Để chúng ta được cái quyền nằm trong cái thời hạn do pháp luật quy định, để được có thể, cũng hơi khó, xem xét lại tình trạng của mình sẽ được xem xét lại bản án giám đốc thẩm. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là video tới tôi sẽ đưa ra cho quý vị và các bạn hai điều kiện để xem xét bản án có hiệu lực pháp luật nếu quá thời hạn 3 năm. Kính mong quý vị và các bạn đón xem. Thứ nhất là tôi cũng chỉ là một cái cá nhân gửi đến quý vị và các bạn, các anh chị và các bạn, với mong muốn, với khát khao chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đến cho từng góc nhà, từng những người không am hiểu pháp luật, chỉ cần người đó có mạng là có thể xem được chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cho đến thời gian này. Xin trân trọng cảm ơn.